Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Alpha Five. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục Sun Aerobe và chúng ta sẽ đến với một cái mục mới sau khi thoát khỏi cái Arbitrum Odyssey của chính Arbitrum Foundation. Thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Galaxy Arbitrum S-Tip Plus này với phần thưởng là 500.000 Arbitrum, này là một cái buôn thưởng ha. Thì dành cho các bạn nào mà không có nhớ thì trước đây hồi đầu tháng 8, cuối tháng 8 đầu tháng 9 á, Arbitrum Foundation họ có cái phần thưởng là lên tới 50 triệu token Arbitrum này phân phối cho các dự án mà có đóng góp nhiều nhất cho mạng lưới Arbitrum. Thì trong đó mình nhớ là cái thằng GMX, cái sàn GMX với cái tụi Camelot á, nó đạt rất là nhiều trong cái bộ này, nhớ cái mấy triệu luôn á, mấy triệu Arbitrum luôn. Thì lúc đó Galaxy chỉ xin có 500.000 thì họ đã được duyệt bằng cái voting, rất là nhiều cái voting mà trên trên thằng gì quên này, trên cái thằng mà mình hay vote snapshot á, trên snapshot á. Thì hôm nay Galaxy họ tri ân những cái dự án cũng như là những người dùng đã tin tưởng và sử dụng nền tảng Galaxy cũng như Arbitrum. Họ sẽ phân phối lại cái toàn bộ cái lượng token này thông qua cái chiến dịch tên là Galaxy Arbitrum ST Plus này. Đó là mình giới thiệu sơ cho các bạn về tại sao có cái chủ sự kiện này ha. Thì chủ sự kiện này sẽ chia làm 3 round. Ở đây mình có một cái bài nói về nó. Đây, mình còn có một cái bài rất là chi tiết nói về nó. Đây, nó sẽ chia làm 3 round. Thì cái kéo dài từ nay cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 lận. Thì cái vòng 1 á, nó Galaxy sẽ dành một cái lượng token Arbitrum trị giá 135.000 đô. Mỗi dự án là tối thiểu 5.000 đô tính bằng token Arbitrum nha, ở cái thời giá đâu khoảng 1.09 đô á. Bởi vậy mấy bạn thấy tại sao mà cái đồng này, mấy cái giải thưởng này đó, nó lẻ đó chính là 5.000 đô đó các bạn. Đây là mỗi cục này 5.000 đô. Thì đây là vòng 1 ha. Còn mình giới thiệu sơ về vòng 2 đây. Vòng 2, vòng 3 thì Galaxy yêu cầu các dự án phải thưởng ngoài cái lượng token Arbitrum này, phải thưởng thêm cho những người tham dự chương trình bằng một cái token thưởng của dự án. Thí dụ như với Trader Joe thì phải thưởng thêm cái token Joe, với Vela Exchange thì phải thưởng thêm cái đồng Vela chẳng hạn. Đó, như vậy thì họ sẽ tài trợ tiếp cái lượng Arbitrum cũng 5.000 đô, tối thiểu 5.000 đô ha. Đó. Thì cái này vòng 2, vòng 3 tới lúc đó mình sẽ có những cái bài mà nói rõ hơn về cái vụ này ha. Còn bây giờ mình trước mắt mình có bao nhiêu đây? Hiện tại nha, có bao nhiêu đây dự án đang lên và mỗi ngày nó cập nhật thêm nha các bạn, không phải chỉ như đây đâu. Mấy bữa đầu mình vô có 3-4 dự án à. Đó, như WooFi này còn chưa có tham dự vô nữa. WooFi này có cái chiến dịch riêng luôn của nó. Ở đây nó ghi là parent, không biết mình chưa có biết dụng ý của cái từ parent là mẹ, ba mẹ đó của Galaxy ở đây là cái gì. Đó, mình giới thiệu sơ cho các bạn vậy. Thì các bạn tùy tâm, tùy hỷ, tùy cái lượng tiền có thể tham dự 1, 2, 3, chứ không có nhất thiết phải tham dự hết đâu. Mấy cái mà dễ, thí dụ như bridge bằng thằng Bungie Exchange này nè cũng được nè. Các bạn có thể tham gia Bungie Exchange hoặc là thằng Synapse này nè. Synapse này hồi xưa mình có làm trong 18 cái quest của tụi Optimism á. Nó có cái quest là bridge 50 đô mà giờ cái Arbitrum thành bắt bridge tới 100 đô. Ở đây mình sẽ chọn cái dự án là Trader Joe, tại chưa bao giờ mình tương tác với Trader Joe. Mình muốn có cái transaction trên đó. Đây, dự án Swapper nè. Đây mình mở sẵn nè. Thì cái này, dự án này cập nhật bằng Good Go Seed nha, chứ không Good Go Seed tức là cập nhật tay các bạn, chứ dự án nó không có chơi bằng cập nhật bằng API EVM, nó sẽ lâu hơn. Thì mấy cái nhiệm vụ retweet này thì đơn giản rồi, mình làm cho các bạn coi. Chờ chút. Cái trình duyệt virus này của mình nó hay bị khùng quá. Tradercho.xyz rồi, đúng rồi.
chưa bao giờ mình có transaction trên Trader Joe nha các bạn. Trước đây Trader Joe nó chỉ có trên cái hệ Avalanche thôi, cho nên mình không có tham dự nó bao giờ. Thì bây giờ nó có thêm trên Arbitrum nên mình cũng tham gia thử cho nó có này có nọ đó. Thì swap một cái lượng token bất kỳ để mình coi có thêm điều kiện ABC gì không. Đây EVN rồi, list of wallets that have performed a swap. Đó, swap một lượng token bất kỳ, mình coi mình có USDC gì ở hệ nào. Đây có một USDC, mình sẽ swap qua ETH đi. Blue tốn mớ tiền. Thôi mình swap từ ETH qua lại đi, 0.0005. Này cũng một đô đó, 0.005 ha. Mình swap một đô qua đi. Phí ga kinh không các bạn? Bây giờ hiện tại là 11:20 giờ Việt Nam mà phí ga nhiêu đây? Còn buổi sáng cao hơn nha. Buổi sáng mình thấy 0.55 luôn á. Bởi vậy mấy cái nhiệm vụ này làm mấy bạn làm vừa sức vừa phải thôi, chứ không cần cái nào mà cũng phải đổ vốn vô làm cái này đâu. Tại vì các bạn biết cái 4.611 này nè, nó sẽ là một cái vé xổ số nha các bạn, không phải mình làm là được liền đâu. Vé xổ số 100 mỗi cái này nè là sẽ có 100 vé xổ số. Chúng cái này chia ra tức là mỗi người chúng được 4.6 hả? 46 Arbitrum, 46 Arbitrum cỡ 46 Arbitrum tất cả mấy cái này nha. Cho nên các bạn tùy sức mà làm. Chủ yếu là mình nói rồi, mình làm cái này để mình lấy transaction trên Trader Joe này để tham dự mấy cái sự kiện nhiệm vụ phụ của tụi Trader Joe á. Rồi. Cái này thì Google Sheet nó cập nhật ha. Để mình refresh lại. Cái này chưa. Cái này có lẽ cuối ngày hay là sáng mai mình sẽ quay lại. Ở đây cũng có một số nhiệm vụ khác nó yêu cầu các bạn có Galaxy Web3 Score với là Galaxy Passport Holder để chuộc phòng chống mấy cái ví mà tham dự nhiều quá, gọi là tên lại gọi là cái gì quên là CBU. À CBU, chống CBU á. Rồi mình giới thiệu cho các bạn sơ về cái chương trình Galaxy Arbitrum ST Plus này ha. Của này của Galaxy ha, còn không phải của Arbitrum Foundation đâu. Nó tiếp nối cái tụi Galaxy muốn tiếp nối ngay cái chuỗi, ngay sau cái chuỗi Arbitrum Odyssey để cho cái hệ Arbitrum nó đừng có lắng xuống. Hy vọng mình làm cái này Tết có thêm chút muối chút cháo gì để ăn ha. Bữa rày không có kèo một Europe nào lớn hết. Rồi cái video của mình giới thiệu về Galaxy Arbitrum ST Plus hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like hoặc một share để chia sẻ nó đến cho nhiều người. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chào mọi người.